Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Ngọc Lan, Hoàng Trầm Thủy trở lại với quý vị với phần 2 của Cà Phê Sáng, một vài bản tin liên quan đến bầu cử. Cái việc đầu tiên ngày hôm nay, báo chí ở California đề cập đến bản tin liên quan đến Obamacare. Đây là một vấn đề gai góc hiện nay giữa chính quyền Tổng thống Trump với nếu có chính quyền mới, ông Biden, và cũng như là thời ông Obama. Bởi vì chúng ta thấy trong suốt 4 năm qua, nỗ lực của Tổng thống Trump khi ông lên đó, ông đã từng tuyên bố đó, những gì mà bên phía Obama đạt được là ông dẹp bỏ hết, trong đó kể cả chương trình Obamacare nữa. Thế nhưng dù là muốn dẹp bỏ và nỗ lực dẹp bỏ, đến giờ phút này ông chỉ mới dẹp bỏ được một phần thôi. Tức là không bắt buộc toàn dân phải có bảo hiểm y tế, tòa đã tuyên bố rồi. Nhưng mà việc mà Tổng thống Trump, theo những nhà phân tích ra, đưa ra một vị thẩm phán của tòa tối cao pháp viện, nếu Tổng thống Trump ở lại trong vòng 4 năm nữa đó, thì cái nỗ lực đó, thứ nhất là vấn đề phá thai, và vấn đề là ông cũng thực sự là muốn tìm cách nào đó đưa vấn đề này ra tòa tối cao pháp viện trở lại để dẹp luôn, không có cái việc mà Obamacare nữa. Thì cái điều này ngày hôm nay bên phía chính quyền California họ nói trong vòng 4 năm qua đó, họ cố gắng kể từ khi mà Obamacare thông qua đó, họ cung cấp bao nhiêu triệu người có được Obamacare, mà trong đó nhiều người già, nhiều người Việt Nam trong cộng đồng hưởng lợi rất nhiều từ chương trình này. Đúng rồi. Mặc dù là họ là theo đảng phái nào, Cộng hòa hay Dân chủ, kể cả những người ủng hộ cho ông Trump, họ cũng là những người đang hưởng cái chương trình Obamacare. Thậm chí có những người ủng hộ Tổng thống Trump bán Obamacare nữa, và cái điều đó rất là nhiều. Thì cái vấn đề hiện nay khi mà kêu gọi để mà hủy bỏ Obamacare, và cái chuyện đó ngày hôm nay được đưa ra để cho thấy rằng cái vấn đề cung cấp bảo hiểm y tế cho những người khuyết tật, những người có tiền bệnh, những người nghèo rất là quan trọng cho California. Mà nếu không có chương trình này đó, nhiều người sẽ không có bảo hiểm. Mà cái khó khăn đó, thưa quý vị, ở Mỹ này có cái luật bệnh viện không có được từ chối những người không có tiền. Họ phải chữa trị trước đã rồi tính sau. Mà nếu cái số người đó mà không có cái chương trình bảo hiểm y tế hay là có một chương trình gì đó để hỗ trợ cho họ, thì nhà thương lãnh đủ, rồi y tá, bác sĩ, rồi những cái trường hợp đó nó xảy ra, sẽ xảy ra nếu như cái chương trình này đã bị ảnh hưởng. Cho nên họ nói trong cái cuộc bầu cử này rất là quan trọng. Nếu vì lý do nào đó mà Tổng thống Trump ở lại, thì họ hy vọng bên phía chính quyền Tổng thống Trump sẽ có một kế hoạch, một cái chính sách cụ thể. Bởi vì cho đến giờ phút này bên phía họ chỉ nói là muốn hủy bỏ Obamacare thôi. Rồi Tổng thống Trump chỉ tuyên bố là sẽ kêu gọi để giảm cái tiền thuốc. Mình chưa nói đến tiền thuốc đó, chương trình Medicaid nữa đó. Rồi kêu gọi những người có tiền bệnh đó thì vẫn được có bảo hiểm như thường. Nhưng mà những cái chính sách và một cái chương trình bảo hiểm y tế cụ thể cho toàn dân đó, thì không thấy có. Cho nên vấn đề bên phía Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump vẫn muốn đưa cái vấn đề này, bảo hiểm y tế này ra cho người dân quyết định. Và chính phủ cũng có thể có chương trình là hỗ trợ cho những người nghèo, những người có khuyết tật và những người có tiền bệnh. Nhưng mà cái việc hỗ trợ đó được bao nhiêu, và liệu rằng cái người đó có được trả toàn phần hay là chỉ một phần mà thôi, thì đó là những cái vấn đề. Nếu mà Tổng thống Trump tiếp tục nhiệm kỳ 4 năm tới nữa, chúng ta chờ đợi, và bên phía California rất mong nếu có đó, thì Đảng Cộng Hòa với Tổng thống Trump phải có một đưa ra một cái chính sách cụ thể, để bởi vì nếu không gây ảnh hưởng đến cái chương trình này của California đó, thì sẽ nặng nề cho California lắm. Mà đây chỉ mới nói một tiểu bang thôi, mà còn những tiểu bang lớn khác, Florida, New York, v.v. thì những người đó mà không có cái chương trình bảo hiểm y tế vừa túi tiền, tức là affordable care, thì tình trạng đó sẽ như thế nào trong những năm tới đây? Đôi khi ông bà mình có cái câu rất là hay là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngọc Lan thấy cái câu đó nó rất là đúng ở trong trường hợp này. Bởi vì đôi khi mình được hưởng những một cái gì đó, cái mình thấy nó là một cái sự hiển nhiên, mình không có nhìn thấy rằng là đó là một cái nỗ lực.
cái mình có thì mình chưa có cảm thấy là nó bị mất. Nhưng mà đến một lúc nào bây giờ tưởng tượng nếu cái đó nó không còn, rồi cái tiền bảo hiểm mình phải trả làm sao? Khủng khiếp. Rồi bây giờ nói là người dân được quyết định cái số phận, cái sức khỏe của mình, có cũng được, không có cũng được. Đúng rồi. Nhưng mà ai cũng biết rằng là cái tiền bảo hiểm, cái tiền mà khám chữa bệnh ở đây, nó cái giá nó kinh khủng. Yeah. Nếu như bây giờ mình không có bảo hiểm, mình cứ nói rằng là tôi là một cái người khỏe mạnh, nhưng mà lỡ có một chuyện gì xảy ra thì làm sao, tiền ở đâu? Ngọc Lan tưởng tượng đây. Yeah. Bây giờ Ngọc Lan nói không, bây giờ tôi mua một chiếc xe mới, tôi không thích có bảo hiểm. Đụng tôi đền, đụng tự tôi sẽ bỏ tiền ra. Nhưng mà nếu mà rủi ro trong trường hợp đụng một cái người bên kia, nghĩa là xích bảo hiểm mà mình không mua bảo hiểm, rồi một chiếc xe cùi không mua bảo hiểm, họ đụng vào thì họ đâu có bị gì đâu. Đó là lý do tại sao mà cái luật bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm xe là như thế đó, để bảo đảm mọi người. Và hãng bảo hiểm khi mà họ có một cái pool, tức là một con họ có một cái đủ một cái số tiền, người giàu, người nghèo, người xe nào cũng phải mua bảo hiểm, thì cái số tiền đó họ mới trả cho những cái trường hợp mà bảo hiểm nặng. Mình mua bảo hiểm bao nhiêu, một vài trăm một năm hoặc là một vài ngàn một năm, mà đúng một chuyện có khi nó lên đến cả mấy chục ngàn, 100 ngàn cho một vụ. Khi mà ai mà đã có cái vấn đề về sức khỏe mà vào bệnh viện rồi đó, một lần mà nhìn được cái bill của bệnh viện rồi thì mới hiểu được cái giá trị của cái bảo hiểm sức khỏe là như thế nào. Chứ còn bây giờ á, giống như là không khí mình hít thở hàng ngày, cái mình không thấy nó là quan trọng. Ngậm là nghĩ vậy, không thấy nó có nhiều quan trọng. Tại vì mình chưa có đi vào nhà thương. Đúng, mình chưa có thấy cái gì quan trọng hết á. Yeah, cho đến khi nào mà bệnh. Đúng rồi, thấy quan tài mới đổ lệ. Thì hy vọng là mọi người sẽ có một cái sự suy nghĩ, cân nhắc về cái vấn đề đó. Nhưng mà ngày thứ 5 này là cái cuộc tranh luận á, thì có cái vụ mà sẽ có cái nút để mà stop, để cho cái người kia không có nhảy vô, đúng không anh Thị? Vâng, thì thế này, đây là cái quy định mới bên phía Ủy ban tranh luận quốc gia họ đưa ra. Đến giờ phút này thì bên phía Tổng thống Trump có vẻ nó hơi khó chịu chút xíu, nhưng mà họ cũng đồng ý, bởi vì nếu không thì sẽ không có cuộc tranh luận này. Mỗi người sẽ có 2 phút để nói. Và khi mà cái câu hỏi của cái người điều hợp chương trình đặt cho ông Biden á, là họ sẽ lấy cái tay họ nhấn mute Tổng thống Trump. Okay. Cho nên 2 phút đó ông Biden tha hồ nói. Có thể mình nghe Tổng thống Trump nghĩa là nó nói gì đó nhưng mà không nghe rõ. Yeah. Sau đó Tổng thống Trump sẽ có 2 phút, rồi bên phía Biden sẽ không được nói xỉa vào. Sau đó chưa hết, rồi sau 2 phút trình bày đó rồi, còn lại 2 phút, hai bên sẽ tha hồ tấn công nhau. Thì lúc đó không có mute gì hết. Mà bởi vì lúc đó thì tùy hai bên tranh cãi nhau, mà đến lúc đó thực sự mà nói cho quý vị, chúng ta sẽ không nghe được cái gì cả. Bởi vì mỗi người sẽ có cái lý luận của họ, nhưng chúng ta đã thấy rồi, chỉ có điều 2 phút đó mới là quan trọng. Cho nên Tổng thống Trump sẽ không còn ngắt lời ông Biden, hoặc là ông Biden ngắt lời ông Trump nữa. Thì đó, mình phải như thế thì mình mới biết được cái chính sách hai người muốn về nhiều cái đề tài. Bây giờ thì cũng có đề tài cho buổi tranh luận tối thứ năm rồi, 6 đề tài được đưa ra, thì cũng liên quan đến kinh tế, COVID, rồi vấn đề bảo hiểm y tế, rồi môi sinh. Thì những cái chuyện đó chúng ta đã nghe giấy rồi. Nhưng mà lần này hy vọng là cái phần trình bày của ông Biden hoặc là Tổng thống Trump nó sẽ rõ ràng hơn khi không bị ngắt lời nữa. Cũng vào ngày như những cái lần trước, thì vào ngày thứ năm này từ lúc 5:45 là quý vị đã có thể theo dõi chương trình trực tiếp của đài Little Sài Gòn TV ở trên tất cả các cái phương tiện như là đài 56.10, 14.2, ở trên Facebook, ở trên YouTube, rồi littlesaigontv.com. Thì toàn bộ cái phần mà tranh luận đó cũng sẽ được anh Hoàng Trọng Thụy thông dịch lại một cách trực tiếp, rồi sau đó cũng sẽ có cái phần mà thảo luận giữa một số khách mời đặc biệt của Little Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo, tiếp tục gửi đến quý vị phần 3 của Cà Phê Sáng, mời quý vị cùng theo dõi.